Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất về cuộc chiến tranh tại Việt Nam trong giai đoạn từ 1954 tới 1975. Đó chính là bản chất của cuộc chiến này, là nội chiến hay cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, là cuộc chiến của những người Việt với nhau hay là cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Hãy cùng Battle Cry phân tích trong video này nhé. Các phương tiện thông tin đại chúng trong nước thì vẫn luôn gọi cuộc chiến này với các tên rất quen thuộc, đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng giống như những cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Nhật, Nguyên Mông hay là Trung Quốc trong lịch sử. Thế nhưng, một bộ phận người Việt cũng như Hoa Kỳ thì lại không nghĩ vậy. Họ gọi cuộc chiến này là một cuộc nội chiến của người Việt với sự tham gia của hai phe, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Vậy bây giờ, chúng ta cùng phân tích một chút nhé. Chiến tranh Việt Nam có phải là nội chiến không? Bây giờ, trước hết, với những người ủng hộ trường phái rằng đây là một cuộc nội chiến, chúng ta cùng đặt ra một giả thiết như sau. Ngược dòng thời gian trở về cuộc nội chiến Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 1861 tới tháng 5 năm 1865. Đây thì rõ ràng là một cuộc nội chiến giữa phe miền Bắc và phe miền Nam được cả thế giới công nhận, và chúng ta cùng bắt đầu xét. Đầu tiên, chúng ta sẽ tưởng tượng tới một siêu cường toàn cầu của năm 1860, đó là Anh Quốc. Nước Anh đã thúc đẩy phe miền Nam ly khai khỏi nước Mỹ, cung cấp cho phe ly khai vũ khí, khí tài, viện trợ tiền bạc, chuyên gia, cố vấn và đưa cả lực lượng quân sự khổng lồ của mình tham chiến vào. Chúng ta sẽ cùng tưởng tượng rằng mọi lực lượng địa phương của miền Nam ủng hộ phe miền Bắc sẽ cầm súng đứng lên chống lại phe miền Nam. Và dù cho nước Anh có ném vào cuộc chiến vô vàn tiền của và con người đi chăng nữa, thì phe liên bang miền Bắc vẫn giành chiến thắng. Vậy, người Mỹ sẽ gọi cuộc chiến đó là gì? Có lẽ, đa phần người Mỹ sẽ gọi đó là cuộc kháng chiến giành độc lập lần thứ hai, và người Mỹ da màu thì gọi đó là cuộc giải phóng lần thứ nhất. Và chỉ có những người thuộc phe Liên minh miền Nam và những người Anh mới gọi đó là nội chiến mà thôi. Bây giờ, hãy thay các danh từ: nước Anh bằng nước Mỹ, Liên bang miền Nam bằng Việt Nam Cộng Hòa, Liên minh miền Bắc bằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và những người ủng hộ phe miền Bắc nhưng lại ở miền Nam là chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Và có lẽ là tới đây, các bạn đều đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Về mặt bản chất, chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến có sự tham gia của người Mỹ, và họ cũng như đồng minh của mình đã phóng đại thêm tình trạng chia cắt ở Việt Nam và quốc tế hóa cuộc xung đột này. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ, rất khó có cách nào để Nam Việt Nam tồn tại được, hoặc nếu tồn tại được thì cũng khó mà kéo dài được. Hơn nữa, ngoài Mỹ ra thì không có quốc gia nào lại đưa hàng triệu quân tới Nam Việt Nam, và cũng không hề có quốc gia nào lại ném cả mớ bom khoảng 8 triệu tấn xuống Việt Nam, Lào và Campuchia ngoài Mỹ cả. Hậu quả của những hành vi ấy là hơn 3 triệu người chết trên toàn Đông Dương, với quá nửa là dân thường. Và đó là bản chất của vấn đề. Và nếu các bạn có muốn làm rõ hơn các vấn đề khác, hãy tiếp tục theo dõi. Người Việt đánh nhau không phải nội chiến thì là cái gì? Câu trả lời là không. Lấy ví dụ trận Bài Lần năm 1888 trong chiến tranh Napoleon giữa quân Pháp và cuộc nổi dậy của người Tây Ban Nha. Tham chiến phía Pháp có lính Thụy Sĩ mặc đồ đỏ, còn Tây Ban Nha đưa ra các trung đoàn Thụy Sĩ mặc đồ xanh. Đây là ví dụ điển hình cho việc các phe đối lập tử lính đánh thuê của cùng một quốc gia. Đương nhiên là cuộc chiến này thì không phải là nội chiến của những người Thụy Sĩ, mà là cuộc chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha. Vậy nên, nếu chỉ vì lực lượng tham gia có thành phần là cùng một quốc gia mà kết luận là nội chiến thì là không được. Chưa hết, chúng ta hãy cùng xét tới cuộc kháng chiến chống Pháp trước đó. Rõ ràng, thời điểm bắt đầu cuộc chiến khoảng từ năm 1945 thì lực lượng tham chiến là quân Pháp, có một lực lượng nhỏ của Anh và Nhật, với các lực lượng kháng chiến của người Việt ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. Tới ngày 8 tháng 3 năm 1949, Hiệp ước LDC công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam nằm trong khối Liên Hiệp Pháp cùng với lực lượng quân đội riêng của quốc gia này. Và theo Nghị định Quốc phòng ngày 13 tháng 4 năm 1949, lực lượng quân đội quốc gia Việt Nam được thành lập với khoảng 60.000 quân, lấy tên là Vệ binh Quốc gia, sẽ cùng phối hợp và nhận sự chỉ huy của quân đội Pháp để đánh lại Việt Minh. Như vậy, ta có thể thấy, bản chất của cuộc chiến này ban đầu là người Pháp tái xâm lược Việt Nam, sau đó lập nên một chính quyền thân Pháp cùng với một lực lượng quân đội người Việt dưới quyền của mình tham chiến. Và rõ ràng, chúng ta không thể gọi giai đoạn này là nội chiến được. Điều đó thì lại tiếp tục cho thấy, dù xảy ra việc hai lực lượng cùng là người Việt tham chiến, nhưng cũng không thể gọi đây là nội chiến được. Chưa kể, ngay từ đầu là quân Pháp xâm lược Việt Nam rõ ràng. Và Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1954 cũng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì lại là tiếp nối của sự tồn tại của chính quyền quốc gia Việt Nam do Pháp lập nên hồi năm 1949. Đây không phải là cuộc chiến của người Mỹ. Mỹ chỉ hỗ trợ cho đồng minh Việt Nam Cộng Hòa,
giống như Liên Xô và Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Và câu trả lời vẫn là sai. Sự hỗ trợ trong câu trên hoàn toàn khác nhau và không thể đánh đồng được. Thứ nhất, xét về lực lượng, người Mỹ trực tiếp đem quân đội vào Việt Nam trong giai đoạn từ 1964 tới 1973, với thời điểm cao nhất là khoảng 550.000 lính Mỹ. Bên cạnh đó là khoảng 6.000 lính Thái Lan, 50.000 lính Hàn Quốc, 2.000 lính Philippines, 7.500 lính Australia và nhiều quốc gia khác. Đây thì là lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu và đã có rất nhiều trận đánh với quân giải phóng như trận Đường Chín Khe Xanh, trận Ia Rang, trận Ông Thành, trận Mậu Thân 1968. Và theo thống kê thì đã có khoảng 58.000 lính Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam. Ngoài ra thì Mỹ cũng đã trực tiếp dùng không quân ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam trong suốt giai đoạn từ 1965 tới 1972. Hành động này thì rõ ràng là không được thực hiện bởi quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà là không quân Mỹ. Như vậy ta có thể kết luận Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam. Không những vậy còn tham chiến với lực lượng lớn và trong một giai đoạn dài từ 1964 tới 1972. Về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, họ không đồng ý cho bất cứ một quân đội nước ngoài nào tham chiến tại Việt Nam. Liên Xô, Trung Quốc, Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa chỉ dừng lại việc cử chuyên gia quân sự, dân sự tới để hỗ trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cuộc chiến. Tuy nhiên, chúng ta không thể tìm thấy bất cứ một người lính nào của Liên Xô hay ở Trung Quốc hay là Cuba hy sinh ở các vùng được coi là chiến trường chính của cuộc chiến. Và ngay cả vấn đề viện trợ cũng đã có sự chênh lệch khá lớn giữa hai phe. Theo thống kê, thì tổng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 tới năm 1975 là trên 26 tỷ đô, trong đó có 16 tỷ đô là viện trợ quân sự. Ngoài viện trợ chính thức, còn phải kể đến chi tiêu tại chỗ của lính Mỹ. Hàng năm đã đổ thêm cả tỷ đô vào miền Nam Việt Nam, gấp 2-3 lần tổng GDP của cả 8 triệu dân do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Trong khi đó, tổng số viện trợ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận được từ khối xã hội chủ nghĩa trong 20 năm chỉ bằng khoảng gần 1/4 con số này và khoảng 6,8 tỷ đô, trong đó một nửa là viện trợ quân sự và một nửa là viện trợ kinh tế. Tính tới năm 1973, khi quân Mỹ rút đi thì đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa một khối lượng khổng lồ vũ khí gồm có hơn 1 triệu súng bộ binh, 46.000 xe tăng thiết giáp và xe vận tải, hơn 1.500 máy bay chiến đấu các loại. Về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để tăng cường năng lực hậu cần của mình, ngay từ năm 1957, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tự tổ chức sản xuất vũ khí và phương tiện để giảm bớt sự phụ thuộc vào viện trợ. Trong 3 năm, từ 1973 cho tới 1975, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tự sản xuất được 3.409 tấn vũ khí đạn dược, 1.863 tấn phụ tùng xe và máy, 26.074 tấn quân trang, quân dụng khác. Có những lúc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã từ chối nhận viện trợ nếu khoản viện trợ đó đi kèm với những điều kiện mà họ không chấp nhận. Điển hình là khi Trung Quốc đề nghị viện trợ 500 chiếc xe vào Trường Sơn với điều kiện lái xe phải là người Trung Quốc. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã không đồng ý nhận bất cứ một chiếc xe nào vì tin rằng Trung Quốc đã lồng ghép vào đó những toan tính riêng, hay như việc Trung Quốc muốn đưa một đội quân khoảng 2 vạn người với vũ khí vào Việt Nam để xây một con đường từ Nghệ An tới chiến trường. Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã thẳng thừng từ chối. Cộng sản miền Bắc đã đưa quân vào cướp miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ miền Nam. Bỏ qua những sự thù hận và hàn học của những ai đặt câu hỏi này, thì xét về lý trí, câu này vẫn sai. Vì sao? Nếu như bạn nào đã từng xem video nói về Hiệp định Geneva phần 2, bàn cờ vĩ tuyến tại Battleground, chắc chắn các bạn đều đã biết, trưởng đoàn ngoại giao Phạm Văn Đồng của đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị đã cài thêm một câu vô cùng quan trọng trong hiệp định để thể hiện độ tỉnh táo, đó chính là đường phân định ở sông Bến Hải được xác định là tạm thời và không thể được phiên dịch theo bất kỳ một cách nào về pháp lý để trở thành một đường biên giới chính trị hay biên giới của lãnh thổ. Câu này thì đã được đưa vào hiệp định. Như vậy có nghĩa là các thành viên tham gia hiệp định đều thống nhất rằng nước Việt Nam vẫn hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ, không hề có sự chia cắt Bắc Nam, không hề có một quốc gia thứ hai nào tồn tại song song trên lãnh thổ Việt Nam mà không thông qua tổng tuyển cử. Vấn đề tổng tuyển cử chính là phương châm tối thượng mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo đuổi, còn phía Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm thì không. Tiếp theo nữa, lực lượng tham chiến chính ở chiến trường miền Nam là các lực lượng quân giải phóng miền Nam trực thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam. Chính phủ này thì đã được thành lập bởi những người cộng sản miền Nam, tức là dưới vĩ tuyến 17, và được nhiều quốc gia công nhận đặt quan hệ ngoại giao. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ hỗ trợ tham chiến từ năm 1965. Trước đó, chống nhau với quân Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa chỉ là các lực lượng quân giải phóng miền Nam. Một thực tế cho thấy, số lượng mẹ Việt Nam anh hùng ở miền Nam nhiều gấp đôi miền Bắc, khoảng 30.000 mẹ so với 15.000 mẹ, đã chứng minh được lực lượng tham chiến chính của cuộc chiến.
Như vậy, tổng kết lại, nói Bắc Việt đưa quân vào cướp miền Nam rõ ràng là hoàn toàn sai, vì cuộc đấu tranh này diễn ra chủ yếu là quân dân miền Nam với Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ hỗ trợ. Sau Hiệp định Paris 1973, Mỹ đã rút khỏi Việt Nam. 2 năm sau đó, toàn là người Việt đánh nhau, thì ít nhất 2 năm này cũng được coi là nội chiến chứ. Mặc dù quân Mỹ và quân đồng minh rút khỏi miền Nam Việt Nam, thế nhưng tính chất của cuộc chiến này vẫn là cuộc chiến của Mỹ. Ngay trước năm 1973, Mỹ đã viện trợ ồ ạt cho chính quyền Sài Gòn một khối lượng phương tiện chiến tranh khổng lồ, chủ trương hiện đại hóa, tinh nhuệ hóa quân đội Sài Gòn bằng kế hoạch quân sự 6 năm từ 1974 tới 1979. Năm 1973, quân chính quy của chính quyền Sài Gòn đang là 710.000 quân và 1,5 triệu bảo an dân sự. Toàn bộ lực lượng đó đều do Mỹ đảm bảo về trang bị, tác chiến. Như vậy, bất chấp Hiệp định Paris đã được ký kết, Mỹ vẫn là một tác nhân chính cho việc tiêu diệt các lực lượng cách mạng ở miền Nam. Và cuối cùng, thì sau tất cả những lập luận ở trên, Battle Cry có thể kết luận, cuộc chiến tranh diễn ra tại Việt Nam trong giai đoạn từ 1954 tới 1975 không phải là một cuộc nội chiến, mà là một cuộc chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, diễn ra giữa những người làm cách mạng với Hoa Kỳ, đồng minh và chính quyền thân Hoa Kỳ ở miền Nam. Thực tế, tuy không phải là nội chiến, thế nhưng cuộc chiến này đã để lại những vết thương lòng sâu đậm cho người Việt Nam. Người Việt Nam tham gia chiến tranh với hai phía rõ rệt, phía cách mạng và phía theo Mỹ. Ngay cả người Mỹ cũng là bên chịu thiệt hại nặng nề. Cũng có những người lính Mỹ hy sinh trên đất Việt, cũng có những đứa con chưa hề được nhìn mặt bố, cũng có những người vợ ngóng chồng ngày trở về. Chiến tranh bao giờ cũng để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho tất cả các bên tham chiến. Cũng giống như câu nói của Joachim Pepper, lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng. Mỗi bên sẽ lại có cách nhìn khác nhau về lịch sử. Cái chúng ta cần là suy xét mọi chuyện theo thật nhiều góc nhìn, có cái nhìn khách quan nhất và tin vào những gì ta muốn tin. Nếu video này hay và hấp dẫn, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.